Amy xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Cơ hội cho bệnh nhân nghèo đang được phát trên sóng đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán giả thân mến, có câu ca dao viết rằng muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu kính thầy. Có lẽ đã quá quen thuộc, đi vào lòng người như một lẽ sống, đạo lý đúc kết từ ngàn xưa. Và tháng 11 về cũng là dịp chúng ta gửi lời tri ân và biết ơn đến những người thầy, người cô đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp tới gần. Đặc biệt, Amy còn được biết là bên cạnh các nhà tài trợ là đơn vị, doanh nghiệp thì cũng có không ít thầy cô giáo vẫn luôn âm thầm dành sự sẻ chia của mình, ủng hộ các chương trình nhân ái do hội thực hiện trong nhiều năm. Để hiểu rõ hơn về hành trình đáng quý này, chương trình hôm nay xin gửi tới quý khán giả một số trường hợp bệnh nhân nghèo điển hình đã được hội và các tấm lòng vàng giúp đỡ, đồng thời cập nhật những hoạt động khám chữa bệnh miễn phí mới nhất. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau những tháng ngày toàn dân cùng nhau phòng chống dịch Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh vui mừng khi cuộc sống của bà con trở lại trạng thái bình thường mới. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa ý nghĩa nhân văn đến với mọi miền đất nước. Vừa qua, hội đã có chuyến công tác đến thăm và chia sẻ với bà con xã Tân Phong, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Nơi đây, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, vất vả. Món quà mà hội cùng với nhà hảo tâm là gia đình của anh Huy Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng cho bà con địa phương là cây cầu Huy Hoàng với tổng kinh phí xây dựng lên đến 200 triệu đồng. Sau 3 tháng xây dựng, hôm nay cây cầu Huy Hoàng chính thức được khánh thành, đi vào hoạt động. Cây cầu có chiều rộng 2.5m và chiều dài 27m, kiên cố, chắc chắn. Nghĩa cử cao đẹp và tấm chân tình của gia đình anh Huy Hoàng đã đem đến biết bao niềm vui và hạnh phúc cho hàng trăm bà con và học sinh nơi đây. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa được thuận tiện dễ dàng, mà quan trọng hơn hết là con đường đến trường của các em học sinh từ nay đã an toàn hơn. Tháng vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh như bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Tuy nhiên, song song với việc trở lại cuộc sống bình thường mới, người dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, vừa thích ứng an toàn sống chung với dịch Covid-19. Những ngày qua, các bác sĩ tuyến đầu vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ của mình, vừa cứu chữa cho bệnh nhân, vừa tiếp tục trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, giảm nguy cơ tử vong ở mức thấp nhất. Mong muốn chia sẻ với tuyến đầu chống dịch, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh cùng với chương trình Sài Gòn thương nhau và nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam đã có buổi đến thăm và gặp gỡ các bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Món quà trao tặng là một chiếc xe cứu thương trị giá 700 triệu đồng với đầy đủ trang thiết bị và nội thất chuyên dụng phục vụ cho việc cấp cứu vận chuyển bệnh nhân được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Đây cũng là chiếc xe cứu thương thứ hai mà hội đã cùng với chương trình Sài Gòn thương nhau trao tặng cho các bệnh viện. Trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam đã luôn đồng hành cùng các chương trình của hội trong suốt nhiều năm qua. Và chiếc xe cứu thương mà công ty trao tặng dịp này là món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa, đã hỗ trợ rất nhiều cho đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất. Và hơn hết là các bệnh nhân có cơ hội được cấp cứu kịp thời. Kể từ những ngày đầu tiên khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020 đến nay, Suntory PepsiCo Việt Nam đã đóng góp hơn 20 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Hoạt động lần này không phải là ngoại lệ. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt muốn cùng chung tay cùng với thành phố đẩy lùi bệnh dịch. Bệnh viện Thống Nhất là một trong những bệnh viện chủ chốt trong trận chiến này. Chính vì vậy, chúng tôi thấy rằng việc trao tặng một chiếc xe cứu thương cho bệnh viện hôm nay là một điều đúng đắn để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ bệnh viện tuyến đầu tiếp tục chống lại các đại dịch này.
Được có mặt trong buổi trao tặng hôm nay, chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi mình là một phần của các hoạt động, cùng với đại diện đang cùng chúng ta góp sức trong trận chiến lần này, bao gồm Bệnh viện Thống Nhất, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và chương trình Sài Gòn Thương Nhau. Chúng tôi tự hào rằng trong sự kiện hôm nay, xe cứu thương đã được trao tặng tới cho bệnh viện. Chiếc xe lần này thì là nó là chiếc Ford Transit được cải tạo thành chiếc xe cứu thương, cho nên rất là to. Và nó sẽ là công cụ để cho giúp cho Bệnh viện Thống Nhất di chuyển bệnh nhân một cách dễ dàng hơn. Các y bác sĩ của đội ngũ y bác sĩ ngồi trên xe cũng thoải mái hơn. Và ngoài ra thì nó cũng sẽ giúp cho Bệnh viện Thống Nhất đi về những vùng sâu, vùng xa để chữa bệnh khám miễn phí cho người dân thì nó cũng rất là to và rất là đủ chất lượng. Sài Gòn hôm nay thì đã bắt đầu dần trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên chúng ta còn rất nhiều việc phải làm bề bộn sau vấn đề là hậu Covid. Cho nên nhận được một món quà cái xe cứu thương của Hội Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo. Đây là một món quà không chỉ có giá trị cao về vật chất mà còn là cái giá trị về tinh thần rất là lớn. Nó giúp chúng tôi có thêm các phương tiện để giúp hỗ trợ cho bệnh nhân trong cái việc điều trị các cái bệnh nhân, đặc biệt là đối với những bệnh nhân Covid trong giai đoạn vừa qua cũng như là giai đoạn tiếp theo. Nhiều năm qua, Hội đã không ngừng vận động những mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng nhau chung tay chăm lo cứu giúp cho những mảnh đời bất hạnh, góp phần xoa dịu nỗi đau cho hàng trăm ngàn bệnh nhân nghèo trên khắp cả nước. Những ngày qua, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, mùa màng thất thu, nhiều gia đình không thể xoay sở kinh phí điều trị cho con, đã có ý định từ bỏ. Hiểu được nỗi lòng ấy, Hội đã vận động các mạnh thường quân cùng nhau chung tay cứu giúp, hỗ trợ. Vừa qua, tại trụ sở của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam là nhà tài trợ đồng hành lâu năm với Hội đã trao tặng 300 triệu đồng chia sẻ với 200 bệnh nhi ung thư tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Mỗi suất hỗ trợ bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm sữa bột và thực phẩm dinh dưỡng cho các bệnh nhi. Đồng thời, vào cùng ngày, Hội đã hỗ trợ chi phí điều trị cho 48 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và tỉnh Bến Tre với tổng số tiền lên đến 630 triệu đồng. Số tiền do các mạnh thường quân đóng góp cho chương trình hỗ trợ bệnh nhi ung thư của Hội. Hy vọng rằng với món quà mà các nhà hảo tâm trao tặng hôm nay sẽ phần nào giúp các bệnh nhi ung thư và gia đình được tiếp thêm động lực để duy trì liệu trình điều trị. Để rồi mai đây, các em sẽ sớm hồi phục sức khỏe, vui bước đến trường cùng bạn bè đồng trang lứa. Hoạt động của công ty thì cũng kinh doanh được cũng nhờ xã hội, thì cũng thông qua các tổ chức từ thiện xã hội chúng tôi kết nối với lại những người khó khăn cần hỗ trợ để coi như một phần lời cảm ơn của chúng tôi khi mà làm việc, khi kinh doanh tại Việt Nam. Nhìn các cháu bé thì bao giờ mình cũng thấy cái tương lai, rồi nhìn các cháu bé mà bị những cái hoàn cảnh khó khăn, rồi bị bệnh như vậy, rất là cần cái sự giúp đỡ của doanh nghiệp, những cái hội hay là những cái nhà hảo tâm có thể có điều kiện thì chúng ta giúp đỡ được, thì chúng ta nên giúp. Cảm thấy rất là cảm động và được dịp giúp các cháu như vậy thì chúng tôi rất là cảm thấy rất là vui. Hôm nay được Daiichi Life tiếp sức để em lo cho bé thì em rất cảm ơn. Dạ, bé được, nói chung bé bệnh cũng được mới nửa năm nay thôi, tại vì phát hiện trễ nên bé cũng giai đoạn cuối rồi. Nói chung gia đình bà nó thì ai muốn gì mà lấy, có số tiền này thì đã có động lực để giúp bà nó kiếm thêm để có động lực để lo cho bé. Nói chung là em rất quý. Mẹ ơi. Thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua những tháng ngày cao điểm của đại dịch Covid-19. Nền kinh tế bị ảnh hưởng rất lớn, dẫu rằng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn phải vượt qua. Thế nhưng, thật đáng quý biết bao vì bên cạnh Hội vẫn luôn có sự tin tưởng đồng hành,
từ các đơn vị doanh nghiệp giàu lòng nhân ái. Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo bị gián đoạn. Rất nhiều bà con khó khăn cần được phẫu thuật mắt, hội vô cùng ray rứt vì chưa kịp thời giúp đỡ cho bà con. Thật trân quý khi gia đình thạc sĩ luật sư Nguyễn Bủ Hội và thân hữu đã đứng ra cùng với hội gánh vác. Vậy là sau 6 tháng mong đợi, 200 bệnh nhân nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã được mổ mắt miễn phí. Đây là những bệnh nhân lẽ ra đã được hội giúp phẫu thuật mắt từ trước đợt giãn cách, nhưng lại phải kéo dài cho đến ngày hôm nay. Nhận được tấm chân thành của gia đình thạc sĩ luật sư Nguyễn Bủ Hội và thân hữu dành tặng, bà con ai ai cũng mừng vui, hạnh phúc. Bởi lẽ, đối với bệnh nhân nghèo, đôi mắt sáng là món quà quý giá mở ra bao niềm tốt đẹp, giúp họ vững tin cải thiện cuộc sống. Đây là đợt đầu tiên sau dịch và nhà tài trợ hứa sẽ đồng hành, tài trợ thêm 200 ca để hội tổ chức được mổ mắt tiếp theo cho bà con. Hội trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp của gia đình thạc sĩ luật sư Nguyễn Bủ Hội và thân hữu. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng mỗi khi bệnh nhân nghèo và hội cần đến là gia đình anh cùng thân hữu lại có sự chung tay góp sức. Với cách làm này mà trong 5 năm qua, có đến 1.400 bệnh nhân nghèo tìm lại được ánh sáng. 800 hộ cận nghèo ở Bến Tre và Đồng Tháp có được chiếc thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh từ đầu năm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cùng với gia đình cũng như thân hữu, bạn bè, đồng nghiệp dành ra một cái khoản thu nhập của mình để góp phần chia sẻ những cái khó khăn để cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố mang lại ánh sáng cho bà con. Niềm hạnh phúc của bà con, cuộc sống trở lại bình thường của bà con, đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Trong tháng 10 vừa qua, ông Đoàn Hữu Thoại, chi hội trưởng chi hội Nhân Hòa trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 12, quận 6 đã tổ chức phiên chợ nghĩa tình, hoạt động nhằm hỗ trợ, chia sẻ với bà con có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phát huy tinh thần, lá lành đùm lá rách, không để ai bỏ lại phía sau. Từ sáng sớm, các thành viên của chi hội đã tất bật cùng nhau chuẩn bị cho phiên chợ. Mỗi người một tay, tận tình và chu đáo. Các loại rau củ quả tươi ngon được các tình nguyện viên trưng bày sẵn sàng để bà con lựa chọn. Khi đến với phiên chợ nghĩa tình, bà con sẽ được nhận rau củ quả, các nhu yếu phẩm với giá 0 đồng và một suất ăn sáng mang về với phần quà trị giá 600.000 đồng. Phiên chợ đã diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp, đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho gần 400 bà con khó khăn trên địa bàn quận 6. Hy vọng món quà từ phiên chợ nghĩa tình 0 đồng sẽ phần nào hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trước mắt và sớm ổn định cuộc sống. Hội từ thiện Nhân Hòa giúp đỡ trong cái lúc mùa dịch khó khăn này, nói chung là vui mừng lắm. Đặng mà nhận lãnh những cái rau củ nói chung là tươi ngon hết. Trong cái bữa ăn ở gia đình còn có bổ sung thêm cái này kia. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Khán giả thân mến, tiết mục Nhịp cầu nhân ái kỳ này tiếp tục gửi tới quý vị những tấm lòng vàng tiêu biểu. Họ không chỉ đồng hành ủng hộ các hoạt động từ thiện mà còn kết nối gia đình, bạn bè tìm đến đóng góp tấm lòng thông qua các chương trình giúp đỡ bệnh nhân nghèo do hội thực hiện. Mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Tôi cũng muốn chia sẻ những chương trình kết nối yêu thương của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh tới tất cả mọi người, đặc biệt những đứa trẻ đã trở thành mồ côi sau đại dịch và những người đã mất người thân yêu của mình chỉ sau đại dịch lần này thôi. Bản thân chúng tôi là giáo viên cũng không ngoại lệ, biết tới cái chương trình này để cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau.
Quý khán giả thân mến, Amy được biết có một câu nói rất ý nghĩa như thế này: bao nhiêu vàng bạc giàu sang không bằng một ánh sao vàng trong tim. Mỗi người có một cách chia sẻ và cho đi, dù ít dù nhiều đều xuất phát từ trái tim biết yêu thương. Amy tin rằng những kết quả mà hội đạt được chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó, mà sẽ còn phát triển và vươn xa hơn nữa. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, những tấm lòng vàng thầm lặng đã đồng hành ủng hộ các chương trình nhân ái của hội trong suốt thời gian qua. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.